Tiếng để mình làm tiếng trên phần mềm M8 nè, để mình thử coi nó thì bao nhiêu cục nó hay hơn cái M8, hay là M8 có thua nó. Đó là bây giờ mình xỏ 9-10 cục gì tôi cũng có để mình thử nghiên cứu. Rồi tôi chỉnh dòng GT nhiều dòng, từ GT 5, GT 3, GT 5, GT 10, 100, vậy này là GT 1000 đang nằm đó. Giá 27 triệu đó, 6 triệu 900, 27 triệu. Nhưng mình đâu có qua M8 đâu. Ốc tao tiếng ọc man đầu. Thì M8 làm phần mềm lại như thế này nè, là cái này là mấy chuyện nhỏ thôi. Ốc tao này xỏ gì nè mới đúng nè. Đúng kỹ sư là kỹ sư là phải xỏ về xỏ gì nè. Đó, rồi bắt đầu là còn mấy lỗ gấp bên kia đó là để tôi làm phần mềm làm tiếng, chứ không phải để chỉnh M8 không gì, nó rỗng nó không có lực. Chia sẻ với anh em vậy ha, nhưng mà mình chiêu này mình mới biết mấy ngày nay thôi, vì mình cũng là thợ điện tử, mình mới khám phá ra đó, mình mới nhận ra M8 nó lợi hại vậy thôi. Chứ nói chung là các dòng GT với mấy cục đó là chết với nó hết. Là tôi thấy là thua nó, tiếng nó dày dày hay lắm, tiếng nó giờ dày không thua cục nào hết, mà không thua cái bè nào hết. Anh em M8 rồi, mình kết thúc clip tại đây ha.